khi về già, sợ nhất ba điều này. Quý vị thân mến, tuổi già ập đến là nỗi lo của nhiều người. Người lo lắng làn da xấu đi, tóc rụng, tay chân nhăn nheo. Người lại trăn trở mình còn ít thời gian ở bên con cháu. Người lại sợ phải đối mặt với bệnh tật. Sống quá nửa đời người mới nhận ra, đáng sợ nhất không phải con cái bất hiếu, mà là không làm được ba điều sau đây. Thứ nhất, không biết cách tạo niềm vui cho bản thân. Khi về già, điều quan trọng nhất là sống thoải mái, tức là mình có niềm vui cho riêng mình. Những người có thể sống vui vẻ sẽ luôn mạnh khỏe, tìm thấy điều ý nghĩa mỗi ngày. Sự hạnh phúc, thư thái là cảm xúc tích cực, đem lại lợi ích cho tinh thần. Khi một người về già, nếu họ biết tạo ra cảm xúc này là một điều cực kỳ tốt. Ngược lại, người không biết cách sống vui vẻ, không giao lưu trò chuyện với mọi người, thường có tâm trạng u uất hay buồn bực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chẳng ai muốn sống cùng một người hay cáu gắt, bực dọc, oán hận. Thứ hai, không chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Trên thực tế, có nhiều người không biết quý trọng sức khỏe, ngay cả khi họ sắp về già. Họ lười vận động, ăn uống bừa bãi, có lối sống thiếu lành mạnh. Có bao nhiêu người lớn tuổi đi khám sức khỏe định kỳ và duy trì dùng thực phẩm chức năng mỗi ngày. Trên thực tế, cha mẹ muốn sống lâu cùng con cháu thì sức khỏe là điều kiện tiên quyết. Nếu bạn không biết bảo vệ, gìn giữ sức khỏe thì chất lượng cuộc sống những năm tháng còn lại sẽ rất đáng lo ngại. Thứ ba, không cho con cái tiền bạc. Cha mẹ nào cũng yêu thương con, hết lòng lo lắng, quan tâm con đến hết đời. Cả khi tóc bạc phơ, lưng sụp xuống thì họ vẫn chăm chút con, vẫn coi con là những đứa trẻ. Vì tình yêu thương lớn lao như vậy nên chẳng cha mẹ nào tiếc tiền cho con cái. Nhiều người sẵn sàng rút cạn khoản hưu trí hay tiền tiết kiệm trong nhiều năm để cho con. Điều này khiến con cái lệ thuộc vào cha mẹ, mãi chẳng chịu trưởng thành. Đó là chưa kể việc cha mẹ cho tiền bạc có thể nảy sinh chuyện con cái tị nạnh lẫn nhau, gây mất đoàn kết. Chu cấp tiền bạc cũng khiến con cái chỉ biết nhận về mà không biết cho đi. Những thứ đến quá dễ dàng sẽ không được trân trọng nhiều. Những đứa con chưa chắc đã biết ơn cha mẹ mà cho rằng đó là trách nhiệm, nghĩa vụ. Chỉ khi cha mẹ giữ được tài sản, con cái mới dành sự kính nể vẹn nguyên. Vậy, đâu là những điều người già cần lưu ý? Ăn uống tốt cho sức khỏe tuổi già. Việc tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp người già khỏe mạnh. Để cải thiện sức khỏe, bạn cần bổ sung các thực phẩm như trái cây và rau củ, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt, protein không béo từ cá và các loại đậu, các sản phẩm từ sữa ít béo hoặc sữa không béo. Cải thiện đời sống tinh thần. Để tận hưởng tuổi già, bạn hãy tìm kiếm các cách nâng cao đời sống tinh thần của mình như chia sẻ tâm sự với những người bạn yêu quý, chấp nhận độ tuổi thật của mình, làm những điều bạn thích, ngừng sát sao tới cuộc sống của con cháu. Trải nghiệm những điều mới lạ. Khi về già, bạn có thể tìm cho mình những sở thích thú vị và ý nghĩa như học nhạc cụ, làm tình nguyện, sáng tác nghệ thuật. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy luôn tươi mới, ít buồn phiền và sống mạnh khỏe hơn. Thực hành chánh niệm tại nhà. Chánh niệm là sự vượt lên mọi ham muốn, phán xét để chấp nhận mọi thứ và sống cho thực tại. Thực hành chánh niệm được chứng minh sẽ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho tuổi già như cải thiện trí nhớ, giảm căng thẳng, có cảm xúc tích cực hơn, tăng độ hài lòng về mối quan hệ, v.v. Quý vị thân mến,
Nhà văn Oscar Wilde từng nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ khi đã già, tôi nhận ra rằng nó chính xác là như vậy." Cuộc sống của con người thực sự không thể tách rời tiền bạc. Hơn nữa, kiếm tiền giống như tích cát xây tháp, mà tiêu tiền lại giống như nước chảy xuống biển. Nếu không biết cách quản lý tài chính, thì dù cơ ngơi của bạn có là núi vàng thì cũng nhanh chóng bị hao mòn. Khi về già, chúng ta có thể để con cái chăm sóc, nhưng liệu điều kiện kinh tế của chúng có đủ khả năng làm được hay không? Liệu chúng có hiếu thảo hay không? Để những năm tháng tuổi già được an nhàn và hạnh phúc, người khôn ngoan không tiêu tiền vào ba vùng cấm này. Thứ nhất, chi tiền để trả nợ cho con. Đây là sai lầm nhiều bậc cha mẹ đang mắc phải khi thấy con cái vướng phải món nợ nào đó. Các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên phân biệt giữa giúp đỡ và gánh vác cho con. Khi con cái phát triển sự nghiệp, cha mẹ nên thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ. Nhưng khi con làm ăn thua lỗ hay gặp vấn đề tài chính, cha mẹ không nên đứng ra gánh vác vấn đề này. Muốn giúp con vượt qua bế tắc lâu dài, điều cha mẹ nên làm là đưa cho con cần câu và hướng dẫn cách sử dụng chiếc cần câu. Làm sao để thu về nhiều cá thay vì tặng cá cho con. Cha mẹ nên động viên để con vượt qua khó khăn thay vì đứng ra nhận mọi nợ nần về mình. Một số bậc phụ huynh lớn tuổi vì quá thương con mà dùng hết tài sản, tiền tích lũy được từ thời đi làm mà trả nợ cho con. Con cái nên hiểu rằng những tài sản đó là chỗ dựa tinh thần tuổi xế chiều của cha mẹ. Mất đi rồi, cha mẹ về già sẽ không xoay sở được. Việc gánh vác nợ nần có thể khiến con mặc nhiên coi đó là trách nhiệm của cha mẹ. Từ đó, hình thành thái độ ỷ lại, trông chờ vào cha mẹ mỗi khi con cái nợ nần. Thứ hai, chi tiêu cho những thứ không cần thiết. Người khôn ngoan biết rằng tiền sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu như bạn không có kế hoạch tiết kiệm. Thay vì phung phí mua sắm cho những món đồ không cần thiết, chi tiêu xa xỉ, vay mượn dùng trước trả sau, ở những năm tháng tuổi già, cách tốt nhất bạn nên làm là học cách tiết kiệm. Ví dụ thế này, bạn mua một chiếc xe đạp để tập thể dục, nhưng vì không đủ kiên trì nên chỉ sau vài lần sử dụng thì bạn đã vứt xó. Vậy nên, trước khi mua đồ, bạn hãy suy nghĩ thật là kỹ. Bạn có thực sự cần đến và đủ quyết tâm để sử dụng nó thường xuyên hay không? Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mình, bạn sẽ rất dễ rơi vào trạng thái chi tiêu vượt ngưỡng. Trong khi đó, ở những năm tháng tuổi già, tiền ra như nước, tiền vào nhỏ giọt, bởi nguồn thu nhập chính chỉ là lương hưu. Chỉ khi thay đổi suy nghĩ chi tiêu vô tội vạ thành tận hưởng những thứ sẵn có, bạn mới có thể bình yên hưởng tuổi già với số tiền tiết kiệm đã tích lũy. Thứ ba là chi tiền cho những việc không nắm chắc. Trong nửa sau của cuộc đời, bạn phải ổn định bản thân và dành nhiều thời gian cho mình. Dù không quá thành công cũng không sao. Chỉ cần bạn có thể sống một cuộc sống đơn giản, biết đủ là phúc. Những mối làm ăn lớn, những cơ hội béo bở, bạn cần bình tâm một đoạn thời gian rồi hãy quyết định sau. Mọi thứ vào độ tuổi ngũ tuần đều nên nắm bắt thật kỹ rồi hãy hành động. Nếu bản thân cảm thấy mơ hồ thì tuyệt đối đừng làm. Trong thực tế, không muốn tiêu tiền chỉ khiến chúng ta nghèo đi. Tiền bạc là những con số vô tri mà tự thân nó không thể đổi lấy được bất cứ giá trị nào. Tiền bạc chỉ có thể phát huy giá trị của chính nó khi phục vụ nhu cầu của cuộc sống con người. Song thay vì chi tiêu vào ba điều trên, bạn nên sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bản thân. Chi tiền để đổi lấy kiến thức là sự lựa chọn hàng đầu.
Đây là khoản đầu tư rất dễ thu lợi nhuận và rất an toàn. Số tiền bạn chi tiêu cho bản thân sẽ được thu hoạch bằng nhiều cách khác nhau. Vốn tri thức mà bạn có, một công việc ổn định, hay đơn giản là thay đổi giá trị bản thân theo hướng tích cực. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, dù ở độ tuổi nào, việc đầu tư vào bản thân luôn mang lại những giá trị lâu dài. Học vốn là chuyện cả đời. Khi chi tiền cho kiến thức, bạn sẽ giàu có về tri thức, phẩm chất, về kinh nghiệm và cả về tiền bạc.